Rồi, xin chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang đứng ở cái khu vực này gọi là khu vực Phúc An City giai đoạn 3 ha. Hôm nay em đi xuống đây em cập nhật cho quý anh chị nè, sẵn có cơ hội mình ghé ngang đây á, mình cập nhật cho quý anh chị nào có mua những cái căn nhà trong đây á để mình biết được cái quang cảnh nó như thế nào á. Ngày trước nè quý anh chị, con đường đá này nè là mình đi ha. Nay thì công ty Trần Anh nó mở luôn cái sẵn cái gọi là cái gì ta? Cái gì quên mất tiêu rồi. Cái hàng rào trắng ha, hàng rào trắng bây giờ là nó thông ra dưới ngoài đường luôn, ngoài mặt tiền đường nhựa gò hu luôn. Thì mình sẽ chạy ở trong cái khu vực này để cho quý anh chị xem về cái mức độ dân cư đã về ở ha. Thì hiện tại khu vực đây xung quanh đó, quý anh chị thấy xung quanh không? Thì khu này hình như là hiện tại chỉ có một cái căn nhà ở cuối này nè, là có người mới có người về ở thôi đó. Còn những cái căn còn lại hầu như là khách hàng mua đầu tư và chưa có ở nhiều đó. Cái này là lốc G nha quý chị, lốc G, G1, lốc G1 đó. Khu vực đường hành lang điện cao thế đó, mình thẳng con đường này là sắp tới sẽ mở cái con đường 36m đó quý anh chị, nối từ tỉnh lộ 10 sang tỉnh lộ 823 của khu vực cầu Hải Cai Củ Chi, là đi ngang cái dự án Bella Vista của Trần Anh đó anh chị. Rồi cái mẫu nhà ở khu vực này là khu vực G1 đây, G1 từ 01 tới 010 nè, 11 rồi nè, vẫn chưa có nhà ở nha quý anh chị, vẫn chưa có nhà ở. Ở đây thì hạ tầng làm khá là đẹp và sạch sẽ đó. Thì hầu như là đa số những cái khách hàng mua ở khu vực này chủ yếu là đầu tư và cái mục tiêu người ta là chưa có về ở liền, nên hiện tại trong khu vực này cũng có rất là nhiều những anh chị chủ nhà mình chưa ở đó, mình rao bán. Bên cạnh đó là lốc E, lốc F nè, lốc F5. Rồi khu vực này mình sẽ chạy vào những cái khu vực này á. Khu này thì có F5 đây, F5 thì có được một căn nhà ở, một căn nhà đã ở ở đây. Rồi khu vực lốc này là lốc lốc F6. F6 thì hầu như là chưa có, có một căn ở đây, ở khu vực này. Đây, một căn có cái chú đứng trước đây. F8, bên F8. Đây là F7. Đó. Đúng là khu nhà mẫu thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị, rất là đẹp. Hạ tầng là điện âm, nước, nước máy, mà không biết khu vực này hiện tại không biết có nước máy chưa nữa hay là đang sử dụng nước giếng đây. Có đèn đường, đèn chiếu sáng đầy đủ hết. Đó. Cái trục đường là cái cột điện ở ngoài nè anh chị. Cột điện ở ngoài này là ngày trước á là mình sẽ chạy ở ngoài cái cột điện này đây. Con đường đá đây, nhưng mà hiện tại bây giờ á Trần Anh đó, con đường đá nè. Hiện tại bên công ty Trần Anh á thì tháo luôn cái banner trắng rồi, nên mình sẽ chạy thẳng ở trong cái khu dân cư luôn. Xung quanh này nhà ngoài đó là nhà dân ha. Bên phía xa bên kia cái dãy nhà đó là khu Phúc An giai đoạn 2. Rồi. Các khu vực trong đây thì người dân chưa có ở nhiều, hầu như là ở mới được có khoảng 3 nhà thôi. Phúc An giai đoạn 3 ha. Rồi ở đây nè, mình thấy làm cái hạ tầng nè, hạ tầng kết nối từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 2 nè, đó. Khu vực làm hạ tầng rất là hoành tráng rồi anh chị. Cái cống nè, cống rất là lớn. Đây, khu vực cống rất là lớn nè. Đằng xa là có xe làm kết nối từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là sau lưng của dự án Xuyên Á đó quý anh chị. Rồi đây là lốc dãy nhà lốc H, H6 nè. H6 thì cũng chưa có ai ở luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra con đường Gò Hu. Đó, con đường Gò Hu là cái đường đá ngày trước mấy anh chị vô ha. Đó. Rồi, đường đá. Con đường này thì hiện tại công ty Trần Anh chưa có làm. Ở khu vực giữa này thì vướng những cái mộ nè, có một số cái mộ đang vướng nằm ở trong cái khu vực kết nối đường dự án từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3. Khu vực bên kia là có cái nhà điều hành của công ty bất động sản Trần Anh. Đó. Thì
Hiện tại công trường ở đây thì cũng hoạt động khá là sôi nổi, rất là nhiều cái máy máy múc đó, máy múc máy này kia ha, nằm ở trong cái giai đoạn một giai đoạn này chắc là cái viện dưỡng lão đó quý anh chị. Con đường nhựa này nếu mà bên công ty làm nữa thì các anh chị đi lại nó sẽ rất là tiện lợi, nhưng mà có thể là bên công ty chưa có đền bù được cái phần đất này. Đây bây giờ em sẽ chạy con đường này ha, kết nối với cái giai đoạn 2 của Phúc An City và là cái giai đoạn bên ngoài là dự án Xuyên Á, khu tái định cư Xuyên Á. Đây Phúc An City đây, giai đoạn 2. Đây những cái ống cống nè quý anh chị, đây những ống cống để mà mình làm hạ tầng trong cái dự án đó. Phải những cái ống cống có tải lượng lớn như thế này mới có thể tải được nước sinh hoạt hàng ngày trong cái khu dân cư với cái số lượng người dân khá là lớn. Hai cái chung cư xịn hóa gì đó cũng xây lên, nó cũng xây lên được đó. Rồi tới trước đây đã là cái khu về tái định cư Xuyên Á này quý anh chị. Đó, mình nhìn trong đây cái đường này á, thì nó quẹo vào cái khu Phúc An giai đoạn 2 ha. Và khu này là cái khu Xuyên Á. Thì mình chạy ra tới đường tỉnh lộ chính thì em xin kết thúc video tại đây. Cũng coi như là một cái sự cập nhật mới nhất về tình hình dự án Phúc An City giai đoạn 3. Những anh chị cô bác, anh chị nào có nhu cầu đã mua tại dự án Phúc An City giai đoạn 3 thì có thể xem cái video của em để biết cái video này cập nhật sớm nhất ha. Thì cái video này được cập nhật quay ngày 20 tháng 6 năm 2021. Đó, những anh chị nào mà có nhu cầu mua hoặc bán sản phẩm thuộc giai đoạn Phúc An City thì có thể liên hệ số điện thoại của em. Gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo số 0796566837 để được tư vấn hỗ trợ bán cho quý anh chị rất là nhanh để mình có thể thu hồi vốn và kiếm được đồng lời. Còn bên khu vực này là hiện tại mình đang chạy cái khu vực khu dân cư Xuyên Á. Thì đa số cả ba dự án, cả ba giai đoạn của Phúc An City thì hầu như là các nhà đầu tư người ta mua về để người ta đầu tư, nên cái số lượng ở thực tế còn rất ít do nhà chủ yếu là xây nhà thô. Rồi sẵn tiện đây thì em xin giới thiệu luôn cái chợ Xuyên Á ha, coi cái chợ Xuyên Á nó có hoạt động cỡ nào chưa nha. Đây thì mình có thể nhìn thấy vòng quanh xu chợ Xuyên Á nè. Thì đa số là kiosk, người ta mua lúc trước thì khoảng 300-400 triệu và cũng đang để chấm không và chưa có hoạt động sôi nổi ha. Hầu như là chợ này là chợ chưa có hoạt động quý chị, còn rất là trống. Những cái kiosk này bỏ trống như thế này thì rất ổn, do lý do là một phần khu vực dưới đây là khu công nghiệp, công nhân có cái đặc tính là muốn mua hàng lề đường đó, mua lẹ đi ngang tấp ngang mua luôn chứ không có vào khu chợ, nên cái khu chợ này nó chưa có hoạt động. Trong thời gian tới nếu chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư dự án cương quyết hơn trong cái việc dẹp vấn đề về chợ Chòm Hổm thì có lẽ dự án khu chợ Xuyên Á này sẽ là một cái thành công rất lớn. Và quán cà phê ở khu vực Long An đã hiện tại đã được uống rồi nha quý anh chị, do cái chỉ thị 15 ở khu vực Long An đã được dẹp bỏ. Rồi xin chúc quý anh chị nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc và luôn thành công, kiếm thật nhiều tiền để ủng hộ nhiều lô đất và đất nền cũng như nhà phố bên kênh bất động sản Phú Vlog. Xin cảm ơn quý anh chị.